Hoàng Cầm, ông Hoàng Thi Ca, vùng Quan Họ, người đã ban sắc phong cao nhất cho những cơn mưa kinh Bắc. Gió hoa mưa thuận chuyển mùa
gỡ màng che thân nghi lưới nhẹ. Nằm trên bãi cát thư tâm, sông nước sinh thuyền em đầy tơi. Có gió, có buồm, có dòng, có lai. Trách gì ai xô dạt bến bờ hoa. Em 12 tuổi tìm cầu Bà Sâm bên cô mưa đi, ngày tháng lụi tìm không thấy giải yếm lòng trai mài phất cờ. Chỉ soạc cành ngang em gốc cây, xin chìm quả chín, quả chín quá tầm tay. Xin chị một quả ương, quả ương chim quét thùng. Lẽo đẽo em đi vườn mai sau, cuối nhập chiều mưa dăm quả. Gió quê